Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh CDT News. Sau đây là phần tin, những loại nước uống giúp tống khứ sỏi thận ra bên ngoài. Sỏi thận là một trong những căn bệnh thời đại, nhưng bạn có thể phòng tránh ngay tại gia đình. Sau đây là một số cách giúp bạn giải quyết sỏi thận mà không cần phẫu thuật. Uống nhiều nước. Nước được xem là thuốc tiên của cuộc sống, nó giúp duy trì mức nước cho cơ thể, nước giúp thận phân hủy và các khoáng chất, chất dinh dưỡng, cũng như thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ. Nước giúp thải loại khỏi cơ thể các chất độc có thể gây hại cho thận. Những người bị sạn thận nên uống nhiều nước tống khứ các viên sỏi này thông qua nước tiểu. Thông thường bạn được khuyên uống 7 đến 8 ly nước mỗi ngày. Nước chanh và dầu ô liu. Sự kết hợp nước chanh và dầu ô liu nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng đó là một phương thuốc hiệu quả để tống khứ sỏi thận ra khỏi hệ thống. Những người muốn loại bỏ sỏi thận một cách tự nhiên nên uống hợp chất này hàng ngày, cho đến khi các viên sỏi bị tống khứ. Trong khi nước chanh giúp đánh tan sỏi thận thì dầu ô liu đóng vai trò như một chất bôi trơn để các viên sỏi đi qua hệ thống mà không gây ra vấn đề hay sự kích ứng. Nước giấm táo. Nước giấm táo có chứa axit citric được cho là có khả năng hỗ trợ quá trình phân hủy sỏi thận thành những hạt nhỏ. Nó giúp thải loại sỏi thận thông qua niệu đạo. Việc uống nước giấm táo giúp tống khứ các chất độc và làm sạch thận. Bạn có thể uống 2 muỗng giấm táo với nước ấm mỗi ngày cho đến khi các sỏi bị tống khứ hoàn toàn khỏi thận. Quả lựu. Quả lựu có nhiều chất dinh dưỡng và là một loại quả tốt cho sức khỏe. Nước quả lựu là một trong những loại nước giải khát tự nhiên tốt nhất, giúp dưỡng ẩm cho cơ thể. Nó cũng giúp góp phần loại trừ sỏi thận. Các chất chống oxy hóa trong quả lựu giúp tăng cường hệ miễn dịch. Rau bắp. Rau bắp thường bị bỏ đi, dù nó thực sự đắc dụng trong việc loại trừ sỏi thận. Rau bắp có thể được đun sôi với nước để uống. Nó không chỉ giúp ngăn chặn sự hình thành sỏi thận mà còn có tác dụng lợi tiểu. Ngoài ra, nước rau bắp còn có khả năng giảm nhẹ tình trạng đau do sỏi thận gây ra. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.